Chào mừng mọi người đã đến với buổi quay thử xổ số miền Bắc hôm nay, thứ ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024, giải nhất miền Bắc 08327, giải nhì 22578, 92596 và bao gồm cái giải 3, giải 4, giải 5, giải 6, giải 7 và giải đặc biệt. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh thì nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Giải đặc biệt miền Bắc hôm nay 26586. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi quay thử xổ số miền Bắc lần sau.